Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh. Cà tím hay còn gọi là cà giấy dê là một loại rau quả rất là giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin A, B1, B2, C và các protein. Loại cà này có đến 3 loại với những màu sắc khác nhau là màu tím, màu xanh và màu trắng. Tuy vậy thì tất cả chúng đều có công dụng chữa bệnh tuyệt vời giống nhau. Cà tím được dùng làm thức ăn phòng chữa bệnh nếu là quả chín tới. Theo đông y, cà tím đã được ghi trong bản thảo cương mục và các y văn cổ có tính năng cực hàn, thanh can, giáng hỏa, lợi tiểu, nhuận tràng, chỉ huyết, hóa đàm, thanh nhiệt và giải độc. Những công dụng của cà tím: thứ nhất là phòng ngừa bệnh cao huyết áp, xơ cứng động mạch. Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng cà tím là một loại rau củ có lượng vitamin B kỷ lục. Mỗi loại cà tím có chứa tới 7.200 mg và mức được đánh giá là rất cao trong bảng phân loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe hiện nay. Vitamin B là một loại vitamin đóng vai trò chủ yếu trong việc làm tăng cường sự kết dính giữa các tế bào, giảm bớt lượng cholesterol và duy trì sự dẻo dai của các mạch máu. Vì vậy, đối với người cao tuổi thì ăn cà tím có thể phòng chống ngừa được các bệnh cao huyết áp và xơ cứng động mạch. Thứ hai, cung cấp năng lượng và ngừa mỡ máu. Cà tím là một thực phẩm chứa nhiều chất xơ và giàu vitamin B, cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể. Bên cạnh đó, với sắc tố màu tím sẫm, loại quả này còn là một nguồn gốc chứa các chất chống oxy hóa dồi dào, sẽ giúp bảo vệ các tế bào và kiểm soát nồng độ mỡ trong máu. Thứ ba là ngừa ung thư. Chất xơ trong cà tím rất quan trọng trong việc ngăn ngừa ung thư kết tràn vì nó có độ xốp. Nhờ thế, khi được vận chuyển qua đường tiêu hóa, nó kéo theo các độc tố và hóa chất gây ung thư ra ra khỏi cơ thể. Để đạt được cái hiệu quả tốt nhất thì khi ăn cà tím, bạn nên ăn cả vỏ. Vì vỏ của loại quả này chứa nhiều chất xơ có khả năng giúp ngừa ung thư kết tràn tốt hơn so với phần ruột. Thứ tư là giúp giảm cân. Ngoài công dụng chống ung thư thì chất xơ được tìm thấy trong cà tím còn có khả năng hỗ trợ cho chế độ ăn của những người muốn giảm cân. Khi tiêu thụ cái chất xơ trong cà tím sẽ khiến cho bạn mau no, nhờ thế sẽ giảm tiêu thụ được các loại thực phẩm khác. Ngoài ra thì chất xơ còn làm chậm quá trình tiêu hóa, khiến cho cơ thể phải mất nhiều thời gian để di chuyển chúng từ dạ dày xuống đường ruột. Do vậy, khi ăn cà tím thì bạn sẽ có cảm giác no kéo dài và không bị cám dỗ bởi các món ăn khác. Thứ năm, tăng cường sức khỏe tim mạch. Cà tím còn sẽ giúp tăng cường sức khỏe tim mạch vì tiêu thụ lượng thực phẩm này thường xuyên sẽ giúp hạ thấp lượng cholesterol xấu trong máu. Hơn nữa, cà tím còn có chứa nhiều nước và chất xơ có tác dụng duy trì sự trao đổi chất trong cơ thể ở mức độ tốt nhất. Từ đó sẽ giúp cho tim của bạn hoạt động nhịp nhàng và khỏe mạnh hơn. Thứ sáu là chống lại cảm giác buồn nôn, bồn chồn, lo lắng. Cà tím nhiều cái magie và có tác dụng phòng ngừa và điều trị chứng mất ngủ, sự bồn chồn lo lắng. Đây là cái phương pháp điều trị bệnh mất ngủ tự nhiên, đơn giản và hiệu quả. Thứ bảy, giúp bỏ thuốc lá. Các nhà khoa học thuộc trường đại học Michigan ở Mỹ đã phát hiện trong cà tím cũng có nicotine và thấy trong thí nghiệm thì ăn 10 gram cà tím có hiệu quả tương tự như hút thuốc suốt 3 giờ. Vậy nên các nhà khoa học có lời khuyên khi thèm thuốc lá, hãy ăn các món cà tím lành, mát, bổ lại tránh được học độc hại. Thứ 8, phòng chữa xuất huyết đường tiêu hóa, hô hấp và tiết niệu. Ăn cà tím có chứa nhiều vitamin B, C sẽ giúp làm vững chắc thành mạch, chống chảy máu nói chung. Nếu được phối hợp với chanh, ngó sen, rau cần thì hiệu quả sẽ tăng cao, mạnh và nhanh hơn. Thứ 9, phòng chống ban tía ở người già. Ở tuổi 60-70 thì người già thường bị trên mặt, tay có tình trạng là ứ huyết nổi ban tía hay từng chấm,
có khi phải nhìn kỹ mới thấy. Và để khắc phục cái bệnh lý này thì chúng ta nên cho ông bà ăn cà tím. Cà tím lại mềm, nhưng người già dễ ăn và dễ tiêu, rất là tốt các bạn. Và một số cái bài thuốc chữa bệnh có dùng cà tím mình xin chia sẻ với các bạn nha. Cà tím xào mã đề. Cà tím 200g, mã đề 15g, hành 10g, gừng 5g, tỏi 10g, dầu mè, nước tương và một lượng thích hợp. Cà các bạn rửa sạch, cắt miếng, mã đề làm sạch, hành cắt khúc, gừng cắt lát, tỏi bỏ vỏ, cắt khô. Để chảo nóng, đổ dầu vào, chờ nóng, bỏ gừng, hành vào phi thơm. Rồi bỏ cà, mã đề vào trộn đều. Bỏ muối và một ít nước xào vào chín là được. Mỗi ngày ăn một lần sẽ có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu và hạ huyết áp. Thứ hai là canh gà cà tím. Gà giò 1 con, cà tím 200g, sơn trà 15g, gừng 5g, hành 50g, dầu, muối một lượng thích hợp. Gà thì mình làm sạch, bỏ nội tạng, cà tím rửa sạch, cắt miếng, gừng cắt lát, hành cắt khúc. Để nồi nóng, đổ dầu vào, cho gừng hành vào phi thơm, rồi bỏ gà vào xào sơ. Tiếp đó sẽ đổ nước vào, bỏ cà, sơn trà, muối, nấu sôi bằng lửa lớn. Sau đó vặn lửa nhỏ, nấu thêm chừng 30 phút là được. Mỗi ngày ăn một lần, dùng thay thức ăn, có tác dụng tiêu thực tan ứ, giảm mỡ và hạ huyết áp. Giảm huyết áp bằng các món chay. Nhiều món chay dùng cà tím, ví dụ như cà tím nhồi ôm, cà tím dài 3 quả nhỏ, nhân thịt chay 300g, sốt cà chua 15ml, dầu vừng 2 thìa, cà thái dọc, làm hai nửa bỏ ruột, ngâm nước muối, vớt ra, vắt nhẹ cho ráo. Nhồi nhân thịt chay đã trộn gia vị, rán vàng phía nhần nhoi, rồi xếp vào son. Tiếp đó xào hành, bột mì và sốt cà chua để ôm. Viêm phế quản cấp thì dùng cà tím 500g, gừng tươi 4 lát, tỏi 3 củ, cà cắt dọc dài, gừng cắt thái lát, tỏi nghiền trộn nước tương, dầu, muối, đường, chưng cách thủy, có tác dụng thanh nhiệt và hóa đàm nhiệt. Rất tốt cho bệnh viêm phế quản cấp các bạn. Viêm gan, vàng da. Sử dụng mấy quả cà tím thái nhỏ trộn với gạo nấu thành món cơm cà, ăn liên tục nhiều ngày. Bảo vệ răng chắc, sạch, chống hôi miệng. Chế kem cà tím, muối trộn cà tím với tỷ lệ 5 cà và 1 muối, ngâm trong ít nhất 3 ngày với nước nóng sấp mặt. Ép vỉ tre để chỗ tối. Lấy cà ra để ráo nước, phơi trong mát cho khô, bỏ vào chảo rang cháy, tán thành bột, cất để dùng. Mỗi lần dùng lấy bàn chải nhúng nước, dùng thìa sạch, múc bột cà đổ lên bàn chải để đánh răng. Đó là kinh nghiệm của nhân gian bên nước Nhật. Người Mỹ thì dùng hỗn hợp cà muối chữa có hiệu quả các bệnh sâu răng, lợi viêm, có mủ bằng cách lấy tay sạch hoặc que bông tẩm bột chấm sát vào chỗ tổn thương. Để chữa bệnh này, còn có thể chỉ dùng cuốn của quả cà đốt tồn tính để chấm vào răng. Bí đái thì dùng hạt sắc uống để lợi tiểu. Táo bón dùng cả quả cà tím, hàng ngày lấy khoảng 100 đến 200g, nấu các món ăn đơn giản để ăn cùng với cơm. Và những điều lưu ý khi sử dụng cà tím. Theo sách cổ, cà tím rất có cái tính rất là lạnh, không nên phối hợp với thức ăn lạnh, mà còn thêm vài ba lát gừng để giảm tính lạnh. Người tặng hàng hay đi ngoài lỏng thì cần dùng nên thận trọng hơn. Không nên dùng khi quả cà tím đã bị dập nát. Ăn càng tươi thì càng tốt. Ở người miền Tây thì cũng hay ăn cà tím sắc lát, ăn sống luôn đó các bạn. Sắc lát mỏng mỏng rồi chấm với cái món ăn như là kho hoặc là xào nước chấm đó, người ta ăn sống luôn thì có tác dụng sẽ càng tốt hơn nếu chúng ta ăn tươi. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình chia sẻ về 9 công dụng chữa bệnh không ngờ của cà tím.
và những lưu ý khi sử dụng cà tím đúng cách. Và một điều nữa là chúng ta không nên ăn quá nhiều nha các bạn, ăn một cái lượng vừa phải, ít thôi ha. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.